tại thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, có một không gian thanh tĩnh, xanh mát và bình yên. Không chỉ bởi hương thiền bác ái, từ bi, mà còn bởi tâm huyết và tài năng của những người để dày công bảo tồn, gìn giữ và xây dựng mảnh đất và văn hóa truyền thống cho hậu thế. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng. Thưa quý vị, được khởi công kiến tạo vào những năm 1962 bởi đạo hữu Nguyễn Văn Châu cùng các đệ tử tại địa phương. Đến nay đã hơn 50 năm, chùa Nam Sơn đã trải qua nhiều lần trùng tu và nay chính thức tọa lạc tại đường Nguyễn Khả Trạc, thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Điều đặc sắc của ngôi chùa là ở lối kiến trúc độc đáo do chính trụ trì là Đại Đức Thích Huệ Phong thiết kế và dày công xây dựng. Và hành trình 360 độ du lịch Đà Nẵng kỳ này xin được mời quý vị và các bạn cùng đến tham quan chùa Nam Sơn, một ngôi chùa với vị trí rất độc đáo. Sở hữu những nét kiến trúc đặc trưng của những ngôi chùa xưa cũ ở miền Trung, nên tại cổng vào, hành lang hay các lối đi, chùa Nam Sơn đều được treo rất nhiều đèn lồng bắt mắt. Và song hành với nét thân thuộc, mộc mạc, bình dị, gần gũi đó, chùa Nam Sơn còn mang một vẻ đẹp uy nghiêm, thanh tịnh nhưng rất đỗi nên thơ. Xin chào bạn, điều gì mà khiến bạn ấn tượng nhất với ngôi chùa này? Dạ, có hai điều là em ấn tượng nhất. Thứ nhất là chùa có một cái không gian, một cái thiền viên nó rất là đẹp. Và cái thứ hai nữa là chùa nó rất là trang nghiêm và nó, mọi thứ nó rất là có trật tự. Vậy khi đến chùa thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Dạ, thì em thấy mình nhẹ nhàng lắm. Vì chùa thì là nơi nó phải có sự thông thả, nó nhẹ nhàng, nó thiền một tí. Thì em rất thích về cái không gian như vậy. Vâng, chúc bạn sẽ có những cái phút giây yên tĩnh khi đến tham quan chùa Nam Sơn này nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Tổng quan của chùa Nam Sơn được xây dựng theo phương vị ỷ sơn hướng hải, là thế núi tựa vào dãy Trường Sơn, mặt hướng ra biển Đông, lấy ngũ hành sơn làm án minh đường, thể hiện sự vững chãi trường tồn. Nam thiên thắng cảnh phong vân hội, sơn bình thủy tịnh hiển thái dương. Đại điện của chùa Nam Sơn được xây dựng với diện tích hơn 600 m², và điểm độc đáo riêng có của không gian này không chỉ là bài kinh Bát Nhã được khắc trang trọng ngay trên những bức tượng đồng trong chính điện, mà còn nằm ở họa tiết và hoa văn trang trí tinh xảo, càng làm cho đại điện trở nên tâm linh, huyền bí, vừa có tính nghệ thuật. Mình là có biết là chùa Nam Sơn là chùa đẹp nhất Đà Nẵng, cho nên là mình
ghé ở đây, nhất là để dâng hương, thứ hai là để chụp hình. Cái điều gì mà làm cho bạn ấn tượng nhất khi mà đến với ngôi chùa này, và đặc biệt là những cái góc mà để mình chụp ảnh? Tại vì chùa là rất là rộng rãi và thoáng mát, có nhiều cảnh đẹp, với lại vô đây không khí yên tĩnh trong lành, cảm giác là tinh thần rất là thoải mái. Chính vì tinh thần thoải mái thì sẽ có những bộ ảnh đẹp, đúng không nào? Chúc bạn có một mùa xuân an lành và như ý nhé. Thưa quý vị, một trong những nhân chứng thời gian không thể không nhắc đến khi đến với chùa Nam Sơn chính là cây Bồ Đề, có tuổi đời gần 150 năm tuổi, có xuất xứ từ Ấn Độ và đến nay vẫn tỏa bóng mát từ bi, thanh nhã. Tuy không quá hoành tráng, nhưng chỉ một vị trí nổi bật trong khuôn viên, cầu Tam Tạng là điểm nhấn không thể thiếu của vườn chùa Nam Sơn. Cây cầu có hình dáng giống như hình cánh cung, với đường cong nhô lên mềm mại trong màu vàng cam gạch, đặt trong bối cảnh xanh mướt của thiên nhiên, tạo thành một điểm tham quan bình yên cho du khách. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa Nam Sơn hiện nay có tổng diện tích lên tới 10.000 m², được quy hoạch với nhiều khu vực như thiền viện, hội trường, ao phóng sanh, chánh điện, bãi đỗ xe, nhà đón khách. Hồ phóng sanh rộng mênh mông, tiếng nước chảy róc rách đêm ngày như tưới mát hồn người. Không những thế, khi dạo chơi trong Nam Sơn, đôi lúc bạn sẽ bắt gặp những lời khuyên răn của Đức Phật, nhắc nhở chúng ta phải sống sao cho phải đạo. Thế nên, dù không sở hữu vẻ đẹp cổ kính trầm mặc hay những nét kỳ bí, huyền ảo như những ngôi chùa cổ, nhưng với vẻ đẹp độc đáo cùng không gian yên tĩnh, chùa Nam Sơn đem lại cho bạn những giờ phút nhẹ nhàng, thư thái trong tâm hồn. Đúng như tên gọi của mình, Đình Vọng Nguyệt là nơi để ngắm trăng, nên nằm ở vị trí rộng rãi, có tầm nhìn thoáng đãng, du khách có thể hướng mắt lên bầu trời mà không gặp một cản trở nào. Tại Vọng Nguyệt Đình, bạn sẽ tận hưởng những phút giây ngắm mây trời và mặt trăng soi tỏ, hay có thể nhìn xuống hồ để ngắm đàn cá bơi lội hồn nhiên, sóng nước lăn tăn bên những khóm hoa e ấp. Nếu đi vào chùa Nam Sơn bằng cổng Bắc, du khách sẽ chiêm ngắm được bức tường ốp 84 bức phù điêu Quan Âm Bồ Tát xuất tượng, là bài kinh Đại Bi Thần Chú, tạo cảm giác trang nghiêm, nhắc nhở chúng sanh rũ bỏ tham, sân si để trở về với tình thương và trí tuệ. Thưa quý vị, chùa Nam Sơn với vẻ đẹp độc đáo, mới lạ, không chỉ là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của các Phật tử, mà còn là điểm tham quan, dâng hương của rất nhiều du khách gần xa. Dạo bước theo sân vườn của chùa Nam Sơn Đà Nẵng, du khách sẽ được đón nắng, đón gió trong không gian xanh tươi mát rượi, với đủ loại hoa cỏ, cây trái xum xuê. Nếu có ai gọi Nam Sơn là vườn thượng uyển thời xưa, đều không sai. Qua đó, vẻ đẹp an lạc và bình yên từ trong tâm hồn trở thành nét đặc trưng mà bạn có thể tìm thấy ở chốn linh thiêng Phật Pháp.
Thưa quý vị, đặt chân tới chùa Nam Sơn, Đà Nẵng, du khách mới hiểu ra tại sao nơi đây được mệnh danh là chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Trong bầu không khí thanh tịnh nơi vườn thiện, chúng ta dường như trút bỏ được những lo toan, bộn bề của cuộc sống thường nhật để đến với cảm giác yên bình, thư thái từ sâu trong tâm hồn. Kiến trúc đình đài lầu cát vừa cổ kính vừa hiện đại của chùa Nam Sơn cũng chính là điểm check-in độc đáo, mà ở đó chỉ đứng vào vị trí nhấc với ánh lên là đã có ngay không ít hình ảnh đẹp. Và hành trình khám phá chùa Nam Sơn, vẻ đẹp đài cát và thiền từ trong chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những hành trình tiếp theo. Thank you.